Dạ. Ủa, tao mai hả? Ngọc Hoàng à, uống miếng nước mát cho nó mát. Cảm ơn. Dạ. Mát không Ngọc Hoàng? Mát, dạ. Mát lắm. Nãy giờ thấy Ngọc Hoàng làm chắc cũng đói bụng rồi, ăn miếng bánh cho đỡ đói. Bánh nữa? Dạ có bánh luôn. Giòn ngon lắm. Ngon không Ngọc Hoàng? Ngon. Phải phải rồi. À, Ngọc Hoàng ơi, Ngọc Hoàng đang lau chén hả? Hay là để táo lau phụ cho. Thôi, nha, thôi, để táo lau phụ. Rồi. Để ta làm quen rồi. Táo đụng vào á, nhiều khi á nó đổ bể mất công. Dạ không, cái này táo cũng chuyên nghiệp lắm. Một phút 30 giây là xong mà. Để táo phụ, để táo làm cho Ngọc Hoàng thôi, nha. Thôi, Ngọc Hoàng. Thôi thôi. Dạ. Nhìn thái độ á là thấy lạ lạ rồi. Có chuyện gì? Cứ nói thẳng ra đi. Hả? À, dạ à, dạ táo muốn muốn xin thoát tử cho gia chủ của mình, đúng không? Dạ đúng rồi. Ta biết cái táo rất có tâm, nhưng mà cái duyên trần gian của ánh mai á nó không phụ thuộc vào chư tiên ở trên trời, mà nó phụ thuộc vào tình người ở thế nhân.